借問。我當你嘅樣子，少佢頭眉，佢陰陰佢頭眉。陰咯，那那那家陰咗嘅。Mình nói rằng á là ở đây á không có cái bệnh gì nguy hiểm hết, chỉ có một cái bệnh nguy hiểm là bệnh bi quan thôi. Thành ra dầu cho mình có bị bệnh gì nặng mà mình tin tưởng, mình cầu nguyện và mình lạc quan, mình sống vui vẻ thì á mình sẽ khỏi cái bệnh đó. Rồi cái mạng sống của mình không phải do mình định đoạt hay là thầy thuốc định đoạt gì hết, mà nếu mình có đức tin nơi Thiên Chúa thì mạng sống của mình là Thiên Chúa quyết định. Thành ra nếu Chúa cho mình đi thì mình cũng thấy vui vẻ, mà Chúa cho mình sống thì mình cũng thấy vui vẻ. Hãy lạc quan, tin tưởng, cầu nguyện. Và riêng mùa Giáng sinh năm nay, năm sinh nói một cái là nãy không có Khanh và Ni đây, anh chia sẻ lại một lần nữa là mùa Giáng sinh năm nay đặc biệt, năm thấy Thiên Chúa ban nhiều hồng ân xuống gia đình chúng ta. Đặc biệt cho hai gia đình là gia đình của anh ba chị Loan, là tất cả con cháu đều đoàn tụ về nhà hết trong mùa Giáng sinh năm nay, hòa thuận vui vẻ. Và riêng gia đình năm là cái gia đình thứ nhì được hồng ân đặc biệt của Thiên Chúa, nhiều cái hồng ân đến trong này năm nay lắm. Nhưng mà mình cảm nhận một cái hồng ân bình thường nhất là khi người chủ nhà họ gửi thiệp hay gửi email mời quan khách tới dự mà không có ai từ chối hết, kể cả những người không được mời mà cũng xin được tham dự, là thấy người ta quý mình đến chừng nào. À, xin cảm ơn Thiên Chúa đã cho những gia đình của ta không được dự là con. Hai ba tuần trước con có một cái chuyện mà gọi là động trời. Thì lúc mà trong tiệc rồi có tiếng thì cũng có làm cho con bị cảm động. Nhưng mà con đã đúng trường hợp mắt con đã lãnh nhận được một cái miracle, là tại vì ba tuần trước con đi khám mammogram thì bác sĩ tuy là không có nói rõ ra 100%, nhưng mà con làm trong cái nghề medical field á thì con biết là khoảng 90 mấy là bị rồi. Là khi mammogram xong thì bà nói ok, bây giờ bà gọi lại cho con, bà nói là cái kết quả không được tốt, mày phải đi làm lại. Mammogram cho cái gì? Có cancer không hả? And then a week later I got the result. And then nói là con phải đi cắt ghép cốt liền làm cái ultrasound. Thì ultrasound nó kiểu rõ hơn á. Thì vô ultrasound bà mới nói là nếu mà trong lúc ultrasound á mà bà không có bỏ cái kim vô, bà không có đốt được cái mấy cái cell chung quanh của con á, thì cái đó là abnormal cell. Thì hầu hết người ta nói cái cell đó nó không có not good. Thì bà không đốt được thì bà mới remove mấy cái đó ra hết, thì bà mới làm cái biopsy. Thì trong lúc bà làm ultrasound bà lại quá ngạc nhiên, bà nói là tại sao bên phía bên kia nó lại spreading mà mới đây có một tuần à, mà tuần rồi thì sao là không thấy. Làm nhanh lắm. Thì anyway, make it short, thì cuối cùng bà nói bây giờ sau khi xong hết xong bà bắt con phải đi chụp làm lại một lần nữa, là vừa làm cái biopsy xong phải đi làm một cái mammogram lại lần khác, đi chụp cái chỗ khác. Thì bà mới đưa cho con một cái cuốn sách booklet nó này, how to treat breast cancer treatment. Thì đối với con thì con khi con nhận cái đó thì con quá bị sốc. Là thì con mới hỏi tại sao mày đưa cho tao cái này, thì bạn ấy just go home and read it, just kind of get to know about it. Thì khi mà con về con mới suy nghĩ, nếu mà một người thường như vậy thì làm sao mà đưa mấy cuốn sách nó làm gì. Thì con mới hỏi mấy người coworker, người ta nói usually they don't give it to you unless they nghi một cái gì, nhưng mà người ta không có nói được là tại vì they wanna make sure phải có 100% cái result. Thì lúc về thì đối với con không có sợ, nhưng mà tại con rất là nhát chicken, cái kim đụng vô gì là ví dụ 5 lần là con thấy 10 lần đau. Thì nên cái tuần đó cái gì cũng bị emotional hết. Thì Má Tư đến nhà Tuyết tuần đó. Thì lúc đó Má Tư kể chuyện, Má Tư nói Má Tư thấy con trong cái ánh sáng, thì dĩ nhiên cái đó là con vui, mà tự nhiên con nghĩ lúc đó mình cảm thấy mình là con người, mình cảm thấy con chưa muốn về với Chúa, con nghĩ trong lòng. Chị Sương, bữa đó chị xỉu, trong vòng chỉ nói 3 phút đó, chị thấy một vùng sáng mà có một cái người trong cái vùng sáng đó, các bạn đoán là ai? Đó là con.
trời ơi, tự nhiên má Tư đi bé hết ngày cũng nói má Tư đấy con bé Tì, con A Tí, rồi con Tì nó khóc như điên cuồng để chồng hợp với nó đó. Các ngang rồi về cái nghề lúc trước á, trước cái vụ đấy là Tì bị có cái mầm mống nghĩ là mình bị cancer hả? Yeah. No, nó không biết, nó tưởng là chỉ khi after the memory, after she shock cái thứ đó, có ý là Khánh hỏi là trước cái con đi là tẹt hay gì trước khi mà chị xương bị nó tiểu quá trước khi mất chú là tôi biết là con mà không nghĩ là bị bao giờ dạ trước lúc đó chị có biết ai nói chị là no I didn't know anything about her nó giấu hết so but by accident I talk about my dream after I pass out and she cried and cried xong cái tôi nói là không, không phải ai đoán sai hết. Là trong vùng sáng loan ra tôi chỉ thấy một người duy nhất thôi. Đó là con Tì. Xong rồi á, ai cũng vui hết. Có mình má nó thì chết điếng rồi. Còn nó thì khóc thống. Nói Chúa ơi, con chưa muốn Chúa rước về thiên đàng đâu. Vì ánh sáng là thiên đàng. Còn lúc đó là buồn lắm rồi. Không, nhưng mà nếu mà lúc đó con không bị cancer, con nghe cái đây con rất là vui. Để cái đó là nghĩ, nhưng mà giờ mình nghĩ Chúa rước mình về rồi. Yeah. Tại vì bác sĩ đã bó tay rồi. Mà khi mà lấy biopsy đó, bà nói nếu mà là cái bú thường họ bắn vô là nó bể liền. Còn cái này xin lỗi nha, nó nhầy nhụa như con bạch tuộc gì đó. Ok, rồi sao? Rồi sao? Khi họ lấy ra. Sau đó thì mấy năm ngày sau cho biết họ lấy ra. Giờ lấy ra thứ tư. Lấy ra mấy cái. Đó học nó có nói. Dạ, thứ tư con làm. Có chụp thuốc mê không? Không, chích thuốc lên năm thôi. Nhưng mà con đau á thì con nhớ trong vòng một tuần á lan dữ lắm, ra bây giờ cái nách không phải bị lan hả? Dạ bé bởi vậy con mới lo, tại nếu mà không có bị lan thì cái đó cũng ok. Dạ bình thường bị lan hả? Rồi sao cuối cùng lan là cái gì? Có phải là cái gì nữa là cái gì nữa không? Như cái rễ thì cái nó là cái tumor nhưng mà phải là cancer tumor chứ không phải bắt con phải 6 months là phải bắt đầu chụp hoài cho tới khi nào nó vững chắc thôi. Dạ thì như thứ tư con đi làm thì thứ nhật là đi ăn tí, thứ hai bà gọi thì thường mà gọi là sớm nữa, gọi sáng sớm 8 giờ nữa kêu bên ấy chúc mừng mày everything's okay nhưng mà làm ơn mỗi 6 tháng là phải đi chụp hình. Chụp hình CT scan hả? Do you take any medication now? Yeah. Cô bà Tiết chị nhà của bà Tiết chơi nhắc cô hoài. Ông còn thuốc không? Còn thuốc gì hả? Đâu có bị, đâu có thuốc. Họ nói có thể là nó sẽ tiêu đi. Nên là biểu ti phải biêu bằng ăn 40 cái đó. Mà trong đó con ti nó ăn được có cả chuồng thôi. It's the same here. Do you remember about 20 years ago? Em the same. Từ 1 mới lan đến 3. Ông này dẫn em đi biopsy nè. Rồi lúc đó khóc quá trời. Biopsy xong 3-1 nó lên đến 8-1. Chị Na chị nói rồi. Thì em nhờ chị Na cầu nguyện giùm đó. Tại em nghĩ cái breast cancer rồi nó lan ra quá lẹ mà. Nó đi bà ấy cứ xong cái con biết không đi vô biopsy. Cũng biopsy luôn cô. Biopsy nó đưa cái giường không biết cô có giống con không đưa cái giường lên cao gì nè. Đó thì là nó mới bắt đầu đưa cái kim vô nó chích để cho nâng lại. Rồi bắt đầu nó cô thì chắc gì khác con là ổng rút cái đó ra, ổng đưa ổng cho nhìn vô cái màn hình thì đưa vô thì nó đưa ra, nó đưa đến 8 cái mục đó. Thì nó bắt đầu nó nhấp cái nó lấy ra. Nó lấy ra thì nó đi khám nghiệm coi đó có phải là cancer hay không. Thì ông bác sĩ ông làm thì hai cô y tá đứng hai bên nó ấy thì nè là tại vì nó lan quá rẻ. Nó lan quá rẻ thì là nghĩ là bị rồi. Thì cô về phải đeo cái bình nước đá. Con có đeo không? Dạ, có.